5 cán bộ ở Thanh Hóa bị khai trừ đảng do đánh bạc, làm giả tài liệu. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa vừa khai trừ ra khỏi đảng đối với 5 cán bộ thuộc cơ quan này quản lý. Ngày 21 tháng 10, tin từ Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại kỳ họp thứ 10 của đơn vị đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với 5 đảng viên. Theo đó, xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của đảng. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khai trừ ra khỏi đảng đối với 5 đảng viên. Trong đó có bà Nguyễn Thị Nga, nguyên cán bộ phòng kinh doanh, chi bộ công ty cổ phần lương thực Thanh Hóa, ông Nguyễn Sáng, đảng viên chi bộ chi nhánh xây lắp 5, đảng bộ tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, công ty cổ phần. Bà Nguyễn Thị Nga đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 24 tháng tù, ông Nguyễn Sáng, người bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử phạt 21 tháng tù cùng phạm tội đánh bạc. Bà Đỗ Thị Giang, đảng viên chi bộ phòng bồi dưỡng nâng cao trình độ, đảng bộ trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa và ông La Đức Dũng, đảng viên chi bộ phòng giáo dục thường xuyên và ngoại ngữ, tin học, thuộc đảng bộ trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa bị Tòa án Nhân dân thành phố Thanh Hóa tuyên phạm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, xử phạt mỗi người 36 tháng tù treo. Ông Nguyễn Trọng Phong, đảng viên, nguyên kế toán trưởng kho bạc nhà nước, huyện Nông Cống thuộc đảng bộ kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa, đã bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xử phạt 12 tháng tù treo.